Hello các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 6 năm 2022, bây giờ 7 giờ tối, 19 giờ. Hôm nay mình sẽ ra sân bay. Đóng. Bắt mình từ khu vực về Sài Gòn. Hạ cánh lúc 8 giờ tối nha mọi người. Bây giờ 7 giờ tối rồi. Ra sân bay đón mọi người. Đang rồi, 7 giờ tối nha mọi người. Đó. Giờ ra sân bay đón mọi người nha. Bác mình đi chơi từ hôm chủ nhật đến giờ rồi. Bây giờ thứ tư, đúng ngày 1 tháng 6 năm 2022. Quốc tế thiếu nhi. Đó. Giờ mình đón nha, bác mình về. Lạnh mà nóng quá. Đây là đường Điện Vũ nha mọi người. Điện Vũ quận Bình Thạnh nha mọi người. Đó. Mình sẽ ra đường Đinh Tiên Hoàng. Sau đó rẽ vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau đó đi ra sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người. Đó. Sài Gòn vào đêm. Trên đường Võ Thị Sáu nha mọi người. Võ Thị Sáu mình sẽ rẽ vào Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra sân bay nha mọi người. Buổi tối đường phố Sài Gòn rất là đông, mọi người thấy không, rất là đông nha mọi người, cả xe luôn nha. Đường Điện Vũ kẹt xe quá, đường 6 kẹt xe quá mọi người ơi, thấy không? Đây là công viên nè mọi người, đó công viên. Đó. Đấy xin tập nhiều nha mọi người. Đó, đấy xin. Công viên tàu đàn. Ở xa kia là có gỏ khô bò với lại bò bía rất là ngon. Từ thập niên 90 nha mọi người, rất là ngon, ở công viên luôn. Chiều là mấy bạn hết, bạn hết coi xinh đẹp mới hay ăn lắm nha mọi người. Đó. Lát mình chỉ cho xa bên kia kìa, đó. Bán hội gỏi khô bò. Đây góc tường Hai Bà Trưng của đại Võ Thị Sáu nha mọi người. Sai kia những cái chuyện là họ bán gỏi khô bò nha mọi người. Nha sang mọi người ơi, nha sang chuyện này lên nè mọi người. Tâm lên cũng tiếc luôn. Đó. Ra cổ lạc đàn bay chơi mất nha. Nó còn bánh tơ lại của thứ 6. Xăng lên giá quá mọi người ơi. Ây, mình đã rẽ vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha mọi người. Đó. Mình sẽ đâm thẳng đường này qua cầu Công Lý. Đến đường Nguyễn Văn Chỗi. Rồi đâm thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người. Buổi tối hôm nay đường hơi kẹt xe. Đây là đường Trường Sơn nha mọi người. Mình sẽ vô sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, lên cầu vượt. Trên đây có hai lane, bên trái là đi cao quốc nội, bên phải là đi quốc tế nha mọi người. Mọi người nhớ nha, không nên đi lộn á. Mọi người
rồi nọ ra quốc tế về trong nước bên trái. Sau đó mình sẽ rẽ vào bãi đậu xe nha mọi người. Sau đó mình đợi mọi người đáp sân bay từ Phú Quốc về. Sân bay này rất là gắt nha mọi người, đi đúng lên đúng tuyến nha, không ai bị công an lập biên bản á. Như ơi, bãi này mỏng cái thẻ á. Cô mới đánh tái được nha mọi người. Cô quẹo rất là gắt. À, dừng trên dốc nha mọi người thấy không? Bài thay về dừng trên dốc. Đó, mà thay về dừng trên dốc cầu đó. Ra vâng, cứu đường rẽ phải. Cảm ơn bác. Ai có cái lỗ đút vô thôi. Ê, mình đến đậu xe bãi Tân Sơn Nhất nha mọi người. Bây giờ mình đi xuống vô quán cà phê Highland ở dưới tầng giờ mình đợi mọi người nha mọi người. Rồi ra xuống bãi. Quan cảnh bãi đậu xe nha mọi người, nó xe hơi mình đang đậu, xe hôm qua mình đi Bình Phước giờ rất là dơ, chưa có rửa. Toàn là đất đỏ không. Mình bấm thang máy xuống tầng giờ nha mọi người, uống cà phê Highland đợi mọi người từ đáp sân bay từ Phú Quốc về. Mình đã đang tầng 4 nha mọi người. Đầu 3 nha, mình đang đứng đầu 3 nha mọi người. Mọi người đang đứng đón nha. Ngọt ba. Ngọt xuống đất nha mọi người. Rồi quan cảnh nhờ taxi công nghệ đón nha mọi người. Taxi dịch vụ đón. Trước mắt là Highland Coffee. Rồi mình sẽ vô Highland Coffee uống cà phê đợi mọi người. Quan cảnh sân bay giờ đêm nha mọi người. Đây mình chỉ hướng dẫn cho. Bây giờ theo quy định của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xe cá nhân mình sẽ đứng cột này, bên này mình bị tay bình chỉ nha. Xe công chính và B
cột B, cột C. Còn xe công nghệ là lên bãi xe. Bãi xe giữ xe ô tô, hồi nãy mình cất xe á, đón mọi người, đón khách. Còn xe cá nhân đậu chỗ này. Cột C với D, C với B nha mọi người, thấy không? Thấy xe cá nhân đã đón không? Đó. Còn đưa tiễn nhà đi túi bên trong, đậu sát bên trong cột A nha mọi người. Đó, theo quy định đó, của cảng hàng không quốc tế Sân Bay nhất. Xe nào mà đón khách không đúng nơi quy định là sẽ lập biên bản. Bên kia là có chốt giao thông kìa, thấy không? Cảnh sát cơ động thấy không? Chốt chốt đó. Đó. Sẽ họ sẽ lập biên bản. Đậu dần đón khách đúng không đúng nơi quy định. Ê, mọi người thấy người ta xe cá nhân người ta biển trắng nền trắng đón khách ở đây không? Đây cột C nè, cột kết đây là cột B. Mọi người nhớ nha, không có công thay đổi quy định của cảng bộ rồi đó. Là xe cá nhân. Lát nữa mình sẽ đón xe đó đứng, một là đứng cột C, hai là đứng cột B nha mọi người. Đó. Đấy, nhưng ví dụ xe này đang đón mọi người nè, đón khách nè. Xe cá nhân biển nền trắng, còn biển nền vàng xe taxi công nghệ là lên bãi xe đón khách nha. Sẽ vô cà phê Hải Lan uống. À, cà phê hai em. Cầm loa em ơi. Có sữa em. Dạ, sữa. Anh ơi, hiện tại anh đợi 15 phút sau anh lại giúp em nha. Tại sao vậy? Em đang bị kỹ thuật hay em sợ thế ạ. Starbucks nha. Starbucks uống ly cà phê khoảng 80.000 ly. Starbucks. Quán Starbucks trong sân bay nha mọi người. Đó. Cho anh cà phê đá ít đường. Nên mình cũng như lòng của mày. Muốn ly cà phê đá là 70.000 ly nha mọi người. Đó. Starbucks đàng hoàng. Cà phê
Chào mọi người. Bắt các bạn trẻ Nam mua cà phê uống nha mọi người. Từ bên Starbucks công an nha. Mình mới xin được cái bãi cà phê nha mọi người. Cái bãi này mình sẽ về phơi khô, xong băm nhuyễn ra, xong là để lên cái ca, xong để trong ô tô của mình cho bốc cái mùi thơm cà phê nha mọi người. Đó. Về Starbucks đồng bạn nha, bãi cà phê. Cà phê ngắm gái xinh. Đang đứng ngoài các bạn. Con đứng dưới gọt đây cho nào. Không, mọi người vui vẻ không? Vui vẻ thì con Hana thì cấp cứu. Sao vậy giờ? Nó kêu là ruột thừa. Kỳ vậy? Bác sĩ đứng nói vậy hả? Nó đòi mổ. Mổ dịch hả? Đây. Để thấy bên này, Minh ơi, mở ly đâu? Minh, đây, xe đây. Đây anh. Đây, đi cất xe đi cái xe đẩy đó bạn. Khép chỗ nào vậy? Ơi, con đánh xe kìa. Cầm dùng tao đi. Tốt công trình. Lần về cà phê Starbucks một mình nha mọi người. Uống đi cà phê Starbucks một mình nha. Đó, người nghe nhạc, thưởng thức một vàng âm thanh chất lượng cao trong xe ô tô.